em nên giống như là tự rút lui á, là chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em, phải là do mình muốn khi mình cưỡng cầu là có được. Cậu em là Phạm Tiến Công, hiện nay 31 tuổi, công việc hiện nay em đang làm đó là giáo viên ạ. Thế còn em? Em tên là Ngọc Bích ạ, em 28 tuổi. Dạ em cũng là giáo viên. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau trong một môi trường sư phạm đúng không? Dạ không, bọn em công tác ở hai cơ quan khác nhau anh. Công nhận tôi đoán đúng vậy. Thế thì hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Bọn em là quen nhau qua Facebook. Mấy năm rồi? Dạ 4 năm, và bọn em là có một người bạn chung trên Facebook. Thì bạn ấy có viết một về một vấn đề, anh ấy cũng có bình luận, em cũng bình luận, nhưng mà ý kiến của bọn em nó trái chiều. Dạ, nó không có đồng nhất, cho nên là cãi nhau trên tường nhà bạn thì bất lịch sự. Cho nên là bọn em mới kết bạn với nhau và tranh luận tiếp. Nghĩa là tranh luận nhau. Dạ. Rồi cuối cùng ai thắng không? Hiện giờ thì vẫn bất phân thắng bại. Ủa nhưng mà nếu mà tranh luận như vậy thì sao mà yêu nhau được ta? Sau đó thì anh ấy hẹn cà phê. Hẹn rất nhiều lần nhưng mà em không đi lần nào cả. Vậy hả? Hẹn chắc phải 10 lần. Vậy. Lần thứ 10 cậu mới chịu đi hả? Dạ chưa, vẫn chưa chịu đi. Đến lần mấy thì cậu mới đi? Dạ không có lần nào đi hết. Ủa vậy cuối cùng sao? Tụi em lại gặp mặt theo trong cái trường hợp khác. Trường hợp gì? Lần đó thì ảnh đi xuống Bình Dương nhà em công tác. Thì anh ấy nói là thôi bây giờ anh tới gần nhà em rồi thì cái lần đó anh đến nhà em thì là anh xin phép ba mẹ em tìm hiểu luôn. Ồ. Rồi anh trước khi yêu em anh có người yêu chưa? Mấy cô luôn. Rồi lúc đó em yêu bạn này thì bỏ mấy cô kia chưa? Em có bỏ không hay là bắt cá ba bốn tay luôn để chọn lựa? Tức là trong cái thời gian mà hai vợ chồng em quen nhau á thì cái chuyện của em với một số cô ngày trước á thì rồi, một số đã cô xong xuôi rồi. Là xong xuôi rồi phải không? Là xong xuôi rồi. Nếu vậy thì suôn sẻ, có cái vấn đề gì đâu. Dạ. Có gì khó khăn không? Ảnh thì không còn vấn đề nhưng mà mấy chị kia thì còn vấn đề. Mấy chị kia còn vấn đề. Dạ, quen vài cô vậy đó. Nhưng mà có khi nào em bị mấy chị kia tiếp cận để mà làm phiền em không? Sau đó thì bọn em dạm ngõ xong á thì có một lần em đến thăm anh này. Đến đó thì gặp luôn cái chị người yêu cũ kia cũng đến thăm luôn. Một chị mấy chị? Dạ một chị. Rồi chạm mặt sao? Trời sao mà em nghe tiếng khóc rồi tiếng gào thét rồi nhiều lắm. Xong rồi em đi về. Chị kia thì làm gì mà gào thét? Lúc ấy thì em cũng đã nói lời là chấm dứt. Chấm dứt rồi nhưng mà cô vẫn yêu cầu em là muốn em quay lại đúng không? Cho nên mới có cái chuyện gào thét, khóc lóc đúng không? Rồi lúc đó em trả lời với cô đó như thế nào? Vẫn dứt dạt luôn hay là em lại quyến luyến? Không, cái vấn đề quyến luyến thì em không có. Là không đúng không? Rồi sau lần đó cô còn làm phiền vợ chồng em nữa không? Dạ không có phiền anh này. Chuyển qua phiền em. Chị đó liên lạc với em thì Facebook này, gửi mail, nhắn tin rồi gửi hình kể chuyện ngày xưa thắm thiết. Chị nói là đó anh chị rất là yêu nhau. Em nói chung là người đứng sau thôi. Nên là em nên giống như là tự rút lui á. Có nghĩa là chị yêu cầu em rút lui để mà nhường lại người chồng của em cho chị, rồi em trả lời sao? Quyền quyết định là của anh này. Em không làm gì cả. Sau đó bọn em vẫn cưới mà chị đó vẫn như vậy á. Vẫn ghen cho tới bây giờ luôn. Cho tới bao lâu? Dạ không, sau cưới chắc cũng khoảng cả năm á. Bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? 3 năm mà chị. 3 năm có nghĩa là 1 năm sau hôn nhân mới thoát. Vẫn bị cổ làm phiền. Dạ, giống như là chị đó không muốn rồi, chứ nếu chị muốn thì lúc nào chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em. Không có biết cái không chuyện biết đó. Chị tại em không có biết. Em làm cú knock out như thế nào mà để dứt điểm? Thì bắt đầu là chị liên lạc với em rất nhiều nhưng mà không thấy em phản ứng gì. Thì chị bắt đầu là chị chuyển hướng sang anh này thì em cảm thấy không được rồi. Phải giải quyết. Trong cái một cái năm đó thì em quan sát chồng coi là chồng có cái biểu hiện gì là lung lay hay không. Đúng. Nên em thấy chồng em không có vấn đề gì không cả. Không vấn đề gì. Rồi vấn đề là của chị đó thôi. Rồi xong em giải quyết thì sao? Ban đầu là rất là giận dữ rồi chuyển sang bực bội, nhưng mà sau đó em lại nghĩ như thế này nè, thật ra không phải chỉ có chị đó mệt, em mệt, anh này cũng mệt, không ai hạnh phúc cả. Rồi sau em lại thấy là chị đó lớn tuổi hơn em nữa. Yêu anh này mấy năm rồi chia tay, em cảm giác giống như chị bỏ lỡ thanh xuân á. Thì em cảm thấy đứng ở cương vị là cùng là phụ nữ á, em cảm thấy như vậy là nó không xứng đáng. Sau đó là để giải quyết chuyện này thì em viết một cái gọi là giống như tâm thư á. Em đồng ý với chị là anh chị có một cái thời yêu nhau sôi nổi say mê mà em không có. Nhưng mà em nói là cái sự lựa chọn của duyên phận đó, nó không phải là do mình muốn hay mình cưỡng cầu là có được. Sau đó em gửi cho chị đó có một cái bài thơ đó, chị không phải của em nhớ trên mạng thôi. Là đưa người yêu đi ngang nhà người yêu cũ ạ, trong cơn mưa ban trưa bỗng thấy lòng mình ướt thành hai nửa, nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa. Thật ra anh này cũng rất khó, anh cảm thấy khó với em mà cũng khó với cái chị. Nói tóm lại là có một cái câu chốt hạ gì để mà sau là biết là cái câu gì tâm thời đó. Em nói là thanh xuân là cái quý giá nhất của người con gái ạ. Cho nên là không thể vì ai khác, dù là người mình yêu nhất đi chăng nữa, có thể phí hoài ạ. Để hy sinh cái thanh xuân của mình đúng không ạ? Trong cái thời gian đó thì Công biết rằng là vợ mình rất là buồn và thậm chí có thể gọi là stress không? Stress. Em biết là vợ mình có thai đó chị, tội lắm. Mà có thai nữa hả? Dạ, thấy tội nghiệp lắm. Vợ em có tính muốn giữ kín trong lòng. Ngay cả sau này em biết là từ lúc sống với ba mẹ cũng vậy, nhiều khi là có những cái chuyện gì đều ngồi trong một chỗ rồi trong cái phòng đó để tự giải quyết. Thế em cũng biết như vậy thì em hỏi thì vợ em không có nói.
Cái thời gian đấy thì vợ em lại có thai nữa, thì mình rất là lo. Từ cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng thai nhi, thì em sẽ làm mọi cách để làm cô ấy vui, như là làm việc nhà, rồi chăm sóc cho vợ, rồi đi làm thì sáng đi chiều về. Mặc dù quãng đường em đi khoảng một ngày là mất 3 tiếng. Nói chung đó là về tinh thần. Còn đỡ đây là anh Vinh muốn hỏi em là em có làm một cái động tác gì tác động đến cái cô kia để mà cô kia cổ buông không? Bắt đầu kể từ cái lúc đấy thì không có liên lạc, không có cách để liên lạc nữa, nên em cũng không có cái động thái nào tới cái nói chung là chỉ có cái động thái gọi là san sẻ với vợ. Đúng, bên em quy định như vậy. Anh ấy không có mối cái liên hệ gì với người đó là được. Tự em giải quyết. Anh làm như vậy là tốt rồi đó. Không làm gì với cái chị kia là tốt rồi. Tự bản thân em là giải quyết tâm thơ xong, bài thơ nữa là cô ấy. Em thấy sau khi em gửi cái bức tâm thư đó xong thì nói là tâm thư nhưng thật ra giống chia sẻ vậy đó. Thì sau đó chị đó không có làm phiền. Không có làm phiền. Coi như thì là 2 năm nay yên ổn rồi. Em bé được mấy tuổi? Dạ 2 tuổi luôn anh. Rồi có nghĩa bây giờ là tụi em có muốn là qua cái chuyện này tụi em có một cái gì đó muốn ở nhau, ví dụ như muốn chồng nên thay đổi như thế nào, hoặc là chồng muốn vợ phải thay đổi ra làm sao để cái cuộc hôn nhân này bền vững hơn nữa. Thật ra là bọn em tham gia chương trình này á là vì chồng em là một người tương đối kỷ luật á, ít có hành động lãng mạn lắm. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới không thấy gì, 2 năm ngày cưới cũng không thấy gì. Năm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì em mới bày ra để cho nó có một cái sự kiện đặc biệt. Cho nên là bọn em quyết định tham gia cái chương trình này. Với lại là họ hàng anh còn ngoài quê ạ, bọn em cũng có con nhỏ thì cũng chưa có dịp về thăm ông bà rồi họ hàng. Thì giống như tham gia chương trình thì mọi người có thể nhìn thấy bọn em thấy cuộc sống của tụi em hạnh phúc như vậy. Cũng nghĩa là bọn em đã rất cố gắng để có thể cùng nhau. Người ta nói 3 năm đầu hôn nhân là khó khăn nhất. Thì bọn em có thể cùng nhau đi qua được. Thì hy vọng là nhiều năm về sau nữa thì bọn em cũng có thể ở bên nhau giống như vậy ạ. Rồi đó là 2 cái lý do tụi em tham gia. Nhưng bây giờ chị đang muốn nói là trong cuộc sống hôn nhân của tụi em á, em có muốn chồng em thay đổi gì không hay là giữ y nguyên con người vậy? Nên chăm chỉ nói những lời dịu dàng với vợ hơn. Vậy thôi gì? Được. Còn em có bây giờ thay đổi được hay không? Bắt đầu từ bây giờ. Chắc chắn là được ạ. Chắc chắn được. Rồi. Mọi người làm chứng nha. Chắc chắn là được. Rồi. Còn em muốn vợ em thay đổi gì? Em muốn vợ mình thay đổi gì không? Phải chăm chỉ hơn một chút. Một cái chăm chỉ thôi đúng không? Yeah. Phải đâu chị. Nhà em có phân công công việc, việc nhẹ, sạch sẽ, đơn giản em làm. Rồi. Việc nặng phức tạp. Bây giờ là biết hết. Bây giờ không có cái gì mà phải biện hộ nữa. Chồng yêu cầu vợ chăm chỉ hơn là cứ biết là mình phải chăm chỉ hơn. Được còn không? Chồng á là làm ơn làm phước là nói những lời ngọt ngào hơn đó. Chị nghĩ là hai người sẽ làm được. Quá đơn giản mà đúng không? Anh thấy là đơn giản mà đúng không? Đâu bây giờ em chúc họ hạnh phúc đi. Thôi coi như là nhân ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Thôi thì anh chúc hai em không phải là 3 năm, 100 năm hạnh phúc. Cái gì dữ vậy ông nội? Nha. Và mau chóng có một tin vui nữa để cho con của mình có em để mà nó bồng bế và chơi đùa với nhau. Nha. Chúc em lúc nào cũng sung túc vui vẻ. Giờ mời em giới thiệu về mình. Thì giới thiệu em là Dương, là kỹ sư cơ khí. Dương năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay năm nay 30. Rồi mời em. Em Nguyễn Thị Mỹ Dung. Em 25 tuổi, hiện em đang kinh doanh. Bây giờ cho anh hỏi là hai đứa là lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Em hồi đó em ở quận 9. Em có bà con dưới Bà Rịa. Thế là hồi đó em xuống chơi với chị dưới đó, nhờ chị giới thiệu cho số thoại là hẹn uống cà phê làm quen. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà em gặp ảnh từ ở quán cà phê thì cái ấn tượng đầu tiên của em về xấu lắm. Hồi đó ốm chứ không phải đường núi tụt như bây giờ đâu. Xấu mà hả, tóc thì cạo trọc á. Nguyên cả buổi tối em không thèm nhìn mặt luôn mà. Nói chuyện chẳng nói chuyện cho vui vậy thôi. Thật ra thì hồi đó nhiều người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều. Cuối cùng phải nói con này là phải gì? Dạ. Đúng không? Nhưng mà được cái dẻo miệng lắm. Dù giỏi. Chị thấy không có một miếng dẻo miệng nào luôn. Dạ. Bình thường thì nhạt lắm. Nhưng mà đi tán gái thì thôi. Thôi rồi. Hồi đó xiếng đi tán gái xiếng lắm. Đi từ Sài Gòn về Vũng Tàu mà mon hết mấy cái lốp xe. Cứ tuần đi 1-2 lần xuống. Mà nói chuyện điện thoại thì thôi. Ngay sạc pin 2 lần không đủ, suốt ngày luôn. Thấy đi xuống miết à. Xong cái quen đâu được 3-4 tháng gì á. Cái anh mới bảo thôi đi đường xa mệt quá. Xong xuống nói chuyện với ba mẹ em xin cho em lên Sài Gòn. Xong đồng ý đi lên. Đi lên Sài Gòn thì anh bảo đi xin việc cho em làm. Đến bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? 4 tháng sau mới cưới. Nhưng mà lấy nhau rồi thì sao? Chồng em có nhiều suy nghĩ trong đầu của em không? Anh ghen kinh khủng nè. Chẳng qua hồi em đám cưới á, em không có mời những cái người ta theo đuổi em, người ta không biết em lấy chồng. Thế là cưới xong về cái người ta nhắn tin em khỏe không, dạo này em sống như thế nào rồi. Thì có nhiều người kêu lâu rồi anh không gặp em, không thấy em, biết dạo này em sống sao. Chỉ vậy thôi mà ghen. Chẳng cần biết là đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ cần thấy mà số lạ nhắn tin phát là bắt đầu cứ bục điện thoại em bay. Trời, mà có hư điện thoại không? Đập tan nát luôn. Nhưng mà đập điện thoại mà nói giờ có đập em không?
Dạ hồi đó ghen tuông anh tát là chuyện bình thường à. Chồng em tát em đau không? Không, thì nóng tính là chỉ có tát một cái thôi. Nhưng mà ví dụ như lúc mà tát á thì em phản ứng như thế nào? À, dùng chiêu thôi, anh tát phát là em giả vờ nằm xuống xỉu luôn, không nhúc nhích luôn. Làm gì? Anh sợ quá anh bảo ôi anh lại em tỉnh dùm anh đi. À, em nín thở nha, không thở không nhúc nhích luôn. Giả chết luôn, giả chết luôn anh à. Không không, cái lúc đó thì em như thế nào? Cái lúc mà anh nhìn thấy vợ em nằm, hồi đó đang mang bầu nè, tưởng là thiệt. Anh quỳ xuống anh lại anh bảo thôi em đừng có chết, chết cả mẹ có con là tổng cộng chắc 15-16 năm tù. Không. Anh bảo là 15-16 năm tù thì ra là còn làm ăn được cái gì nữa. Trời đất. Chạy xe ôm chắc cũng không ai thuê. Thôi em làm ơn em tỉnh lại giùm anh. Để hỏi cảm giác lúc đó là em nghĩ là vợ em chết thiệt à? Cũng rất là sợ, sợ vậy đó. Rồi em lạy thiệt luôn đúng không? Và trong đầu em nghĩ là em đi tù gì rồi sau. Ừ. Cuối cùng em làm sao là... để cứu vợ em? Em mới hô hấp. Nói chung là hô hấp sao mà không để cái tay gì kỳ vậy? Banh cái miệng em ra mà lúc đó em giả vờ thì em phải cắn cái chặt cái lưỡi miệng ra chứ sợ mở miệng ra là cười đúng không? Và anh cứ banh cái miệng em ra mà banh không được thì anh hô hấp như thế này nè. Hô hấp hô hấp. Xong rồi hả không được. Xong anh bắt đầu bảo là chạy ra trọ đằng trước á, kêu mấy người đem đi bệnh viện. Thì em sợ là mình diễn thôi mà làm vậy thì sợ nhiều khi công an tới nữa cũng khó luôn. Xong cái đầu em giả vờ xong rồi bắt đầu giống như có cái dấu hiệu để mà tỉnh ấy. Mà hồi sinh đó. Dạ, đúng. Cái anh thấy anh mừng quá, anh hỏi giờ em muốn gì muốn gì. Em có bảo là nước nước nước. Anh xuống anh rinh em một cái ca nước bự như thế này lên. Em nhắm anh cho vụ em uống hết luôn. Cái anh bảo chắc sống rồi em ha. Nhưng mà cái trận đó là cái trận gì mà tát vợ dữ vậy? Tại hồi đó chơi game nó cứ cành nhà nó ấy là bực tát cái. Rồi nhưng mà sau khi cái trận mà giả vờ chết á thì là kể từ đó là ổng hết chơi game không? Con trời em bắt lựa chọn, một là vợ, hai là chơi game. Thế vẫn không chịu nha. Cái em gọi điện cho mẹ chồng nhờ trị dùm. Mẹ chồng cùng bó tay. Cái em mới bảo được rồi, ông nghiện game thì tôi nghiện bia cho coi. Em đi mua ba lon bia về, em đổ hết vô toilet. Em chừa lại một miếng em uống thôi. Cái giả vờ ra ngồi xỉn xỉn nói nhảm. Coi game hơn tôi à. Giờ tôi uống bia, uống rượu cho anh coi nè. Mà hồi đó em mang bầu á, anh sợ, cúp máy chạy lại rồi cũng giặt khăn rồi lấy nước cho uống rồi lau người. Ngồi thức cả đêm luôn, cứ ngồi cứ banh cái mỏ em ra ngửi. Coi thử hết mùi chưa. Thế ngửi xong rồi bỏ má vô đây này. Coi thử có thở nữa không. Sợ chết nữa. Em nhưng mà sao mà em mê game dữ vậy? Vợ có bầu hồi đó có bầu đi làm về tự nhiên thấy mấy đứa chơi á, tự nhiên nghiện luôn. Thế bây giờ hết chơi game phải không? Dạ. Dạ hết giờ chưa? Đỡ chắc rồi. Chắn chưa? Giờ đỡ. Bây giờ hết chơi game, nhiều khi có chuyển qua. Có chơi gì nữa không? Chơi gì không? Có gì cười? Dạ. Chơi khác không? Có. Dạ, không chơi game nữa thì đi tán gái. Ồ. Trời đất ơi. Sư phụ. Là sao tán gái là sao, sao em biết? Thì cái lúc mà sinh con ra con khó thì công việc nó nhiều thì em làm riết em mệt mỏi mà anh thì không phụ với em gì hết á. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại thế là chán. Bỏ đi ra ngoài xong rồi đi tán gái luôn. Ồ. Rồi có say nắng cô nào không? Có chứ. Có say cô nào? Lúc không biết là sao nữa. Dính vô em chả hiểu. 3-4 tháng rồi em dính được. Em dính luôn. Trời ơi mà biết có sâu nặng biết. Không? Dạ cũng chưa đến nỗi đó. Nhưng chưa. Mà tại sao lại say nắng cô kia? Tôi có cảm giác ông chồng này rất là đáng thương nha. Ông giống như một đứa em bé vậy. Hỏi ủa tại sao không, mê game vậy? Không có lập trường luôn chị. Ai nói cái gì là siêu với cái đó à. Vậy thế lúc em có con nhỏ em bán hàng nữa em mệt mỏi á. Tối lại em chỉ có muốn là đi ngủ thôi. Còn ảnh là cái người lãng mạn, thích là cái chợ vợ con đi đây đi đó. Mà con bé em thì khó lắm đi ra gặp gió gặp ấy là nó ói nó này nó kia. Thế là không đi được, thế là ảnh đi mình. Có đó lý do là để em say nắng cô kia hay là còn lý do nào khác? Cô đó hơn vợ em cái gì? Chắc là em bị người ta cám dỗ em. Thương quá. Cô đó cũng làm gì em mà cám dỗ được em hay vậy? Nói chung là lúc đầu thì nhắn tin qua lại thôi. Sao tự nhiên nó biết sao tình cảm nó cứ tới em chả hiểu. Tình cảm nó cứ tới nhưng mà phải có cái gì tới. Bây giờ nè, cô đó đẹp hơn vợ em không? Không bằng. Không bằng vợ em. Dạ. Rồi cô đó giỏi bằng vợ em không? Người ta cùng giống của em thôi, cũng đi làm. Cô đó hiền hơn vợ em không? Chắc là hiền. Hiền hơn hả? Cũng vậy ạ. Cũng vậy à. Đều. Người ta thường là ta bỏ cái này để người ta lấy một cái khác ngon lành hơn đúng không? À. Hoặc là vợ mình không bằng người cái người kia. Còn này thì mình mới say nắng. Còn này dưới em không mà cũng bình thường tự nhiên say nắng là lãng nhắc. Hồi đó nói chung là hai vợ chồng hai cứ chạy đi chơi cả nhau cho nó buồn bã. Dạ buồn chơi cho vui thôi nhưng mà em biết là cái người kia người ta quýnh rũ nhiều. Rồi anh hỏi em nè, khi mà em biết chồng em say nắng cái người đó thì em xử lý như thế nào? Em đóng giả là em gái, em hỏi là chị là bạn gái của anh Dương hả? À em là em gái của anh Dương đây, nghe nói anh Dương có quen chị mà chưa thấy ảnh dẫn về nhà giới thiệu. Chị mới kêu chị với ảnh quen nhau 4 tháng rồi. Thế là em sau rồi em mới nguyên hình là vợ. Người kia cũng chả biết là ảnh này có vợ đâu, bị lừa dối mà.
Xong em bảo là nếu mà anh Dương lừa dối chị thì cho em xin lỗi, chứ thật ra anh Dương có vợ có con rồi. Thôi bây giờ chị tìm hạnh phúc khác đi, nó xứng đáng hơn. Nhưng mà cái người kia bảo giờ bắt anh lại phải trả lại thời gian 3 tháng lừa dối đó. Tính bằng cái gì? Bắt quen tiếp chứ không có cho về với gia đình. Bảo em là không giữ được chồng thì cho đi luôn đi. Chứ kéo về làm gì nữa. Quay lại dọa em. Dạ, lúc đó quay lại dọa em ghê lắm. Và lúc đó em xử trí như sao? Em mới nói em nói chuyện đàng hoàng với chị rồi. Em cũng khuyên chị rồi, nếu mà chị mà không dừng lại thì em có cách của em. Thế là em về em nói chuyện với chồng. Em không nói chuyện với người đó nữa. Em hỏi giờ ý anh sao. Thì anh cứ bảo là anh không biết. Anh không biết sao. Y như nãy đó, em dạ, đúng rồi, sao? Em không biết sao. Em kêu không tính sao cho anh đi luôn. Xếp đồ đi luôn. Là đi luôn. Đi luôn. Đi một tuần xong rồi xin gọi điện xin về. Em thấy cũng tội nghiệp quá, bảo đi ra ngoài không ăn uống không gì. Đi về như người rừng luôn, tóc tai thì nó dài ra. Người thì hôi hám, đồ áo thì nhăn nhúm hết. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi sao? Vợ em có dọa có hồi đó không có ngày cứ kể cứ mỗi lần đi ngủ á bà cứ thủ dao mọi người là sao đi ngủ thủ dao là để đâm em đúng không? Không phải, bà kêu ổng mà tôi thấy tin nhắn này gì của bà đó là tôi cắt luôn. Cắt gì? Cắt ngón tay không biết. Cắt ngón tay hay là cắt tóc không biết chắc là hay là thẻo đôi tay. Thế là cho nên hồi đó giờ đâu có nhắm tin nhắn tin ai đâu. Nhưng mà cầm dao thôi chứ mà có mài dao không? Có chứ, em mỗi lần em đi mài dao là ngoài lấy quần mặc đó. Bình thường là ở nhà mặc quần lửng rồi đúng không? Em đi mài dao là thấy mặc quần thêm một quần sọt, mặc quần riêng xong rồi á hả? Lấy thắt lưng mang vô, tối nằm ngủ không dám nằm chung nha. Em nằm ngủ trên gác, ảnh trải chiếu nằm dưới đất xong nằm ngủ bật điện sáng trưng luôn. Nằm hai tay kép như thế này nè. Nói chung là lúc đó bà hoang mang bà ghê lắm. Sợ thiệt luôn hả? Em có cái nào nghĩ là giờ em dám làm gì đó? Nhìn vậy chứ mà nhát lắm. Không biết nữa, nhưng mà thấy hồi đó bà giống như tinh thần bà khác à, bị hoảng loạn đúng không? Tại vì người nào làm cho bà hoảng loạn chắc là do em nói chưa. Và tôi tưởng tượng nha, tối mà ngủ mặc một cái quần dài thôi là đã mệt rồi, mà còn cái này ngủ nha, tối phải mặc hai ba cái quần, và thậm chí là lấy cái sợi dây nịt buộc cứ ngắt mở đèn sáng trưng mà hai cái tay để gì sao ngủ. Em thấy nửa đêm em mắc cười, có em đi xuống lấy tay em khò khò khỏe anh vậy, ôm cái chăn chặt cứng lại, anh cứ má xong thế giữ chặt cứng như thế nào. Cái anh ngại anh quỳ anh xin em ơi đừng có cắt, đó là tài sản cuối cùng đem đi tán gái. Trời ơi, phải chi đó là cái tài sản để chúng ta sản xuất thì nó hay hơn đúng không? Tài sản để chúng ta tán gái là sao? Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ảnh còn đi ngủ mặc 3-4 cái quần và còn mở đèn sáng trưng không? Bình thường thì không, nhưng mà bữa nào giận nhau đúng cái ngày mà dao nó bị đùn em đi mài dao á, tại vì cái dao đó em dùng để chặt dừa. Mài dao là cứ ở trong toilet em mài dao ra ngoài thấy mặc hai quần rồi. Đó bây giờ vẫn còn. Vẫn còn. Ủa bây giờ em vẫn còn có cái bệnh là đi tán gái hả? Không. Đâu, bây giờ bị ám ảnh nên mới sợ. Có nghĩa là trong lòng em là em nghĩ rằng vợ em có thể làm như vậy thật. Mấy chứ bây giờ là tất cả mọi thứ là đã yên ổn chưa? Dạ bây giờ thì yên ổn rồi. Cái lúc mà đi theo bà cô kia là bảo em là người phụ nữ không dịu dàng, anh nói thì khô khan, không hiểu ý chồng. Em bảo vậy nè, thôi anh cứ ở nhà một ngày đi, anh chỉ ngồi em quan sát thôi, từ sáng sớm đến chiều em làm những công việc gì, em làm có thời gian nghỉ hay không, con cái chăm như thế nào. Anh ngồi quan sát một ngày á, sau rồi em hỏi cảm giác của anh sao, anh mới bảo là ồ em cực quá, làm không có thời gian nghỉ. Nói chung là bây giờ là chồng đã hiểu được là tại sao em lại như vậy rồi, đúng không? Em thấy được điều đó, thấy được cái việc làm của vợ mình. Qua những cái ngày tháng đó em mới biết nhận ra cái gì trong đời sống này mình có thể ấy được á. Chị thấy như vậy nè, trong cái chuyện của tụi em á, em cố gắng làm sao cho chồng em bớt cái ám ảnh là em một ngày nào đó em sẽ cắt, đúng không? Chứ sống trong cái cảm giác hồi hộp lo âu đó cũng mệt mỏi lắm. Tại vì vậy nè, mới đầu giỡn mà thành thiệt đó, trong đầu mình không hề có ý định đó, nhưng mà khi mình giỡn thấy ảnh sợ thiệt. Cái tự nhiên mình cứ lấy cái đó làm vũ khí á, để mà cho ổng sợ, cuối cùng thành ra nó bị ám ảnh, nó vận như người nào không biết. Tại trong quá trình vợ chồng sống với nhau cả đời á, mình kềm chế không nổi cái nóng tính của mình. Ví dụ một lần nữa ông say nắng nữa sao, cái tự nhiên cái mà nó vận vô người em, nó tạo thành giống như là một cái sự thôi thúc, nó tạo nên cái hành vi của em. Em kèm không nổi cái em cắt thiệt rồi sao. Thành ra là mình vi phạm pháp luật, rồi mình bị cái này cái nọ kia, con mình khổ chứ ai. Đúng không? Thôi bây giờ bỏ cái suy nghĩ là nếu có chuyện gì tôi sẽ cắt anh đi, bỏ ha. Mà nếu có chuyện gì, anh là người lớn anh tự suy nghĩ. Ở được thì ở, không ở được thì mình nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, chứ không mình không già xài cái vũ lực đó. Nhưng mà chị nghĩ là nếu như em bỏ được cái cọc cằn với chồng, làm việc thì thực sự mệt, ai cũng mệt hết trơn, nhưng mà mình hơn người khác ở cái chỗ là mệt nhưng mà mình vẫn tạo cái không khí ấm cúng và vui vẻ trong gia đình. Cái đó là cái hay của cái người nội trợ, người vợ. Chị nghĩ em làm được điều đó. Còn chồng nè, làm ơn làm phước đi,
vợ mình giỏi vậy mình giúp vợ mình đi. Yeah. Đừng có ngồi xong tấm tắc em cực quá, em cực quá. Không được, phải làm nha. Yeah. Giúp vợ em. Thôi hai đứa về và vui vẻ thượng hòa. Chúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc nha. Yeah. Yeah. Cảm ơn tụi em. Chào con Hồng Vân, con chào bà chú Quốc Thuận. Hai vợ chồng là ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở phường 6 ạ. Ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Trời, tưởng đâu miền Tây lên nha. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như nhau à. Em với anh chị đi. Rồi 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc Quốc Khánh là gì? Chắc dạ. Đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Yeah. À, dạ, vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn cái này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Chị yeah. coi trên Facebook á, ghiền coi lắm, người ta cứu con mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai đó. Hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ bây giờ giới thiệu đi khoan. Giới thiệu tên họ, công việc. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Rồi. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu. Rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi coi như là mình cứ tụ chúng về đó. Rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Dạ. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một con bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn ngay một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình
mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, thì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp không ạ. Thôi giờ mình vô cái đó, gặp nhau nè. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô gì? Dạ công ty đa cấp ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết làm sao, hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Chứ ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh rồi. Ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ cổng mà vô tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em là thế. Từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Thế là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ở ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ á, thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác và dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Như là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thật ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà nhỏ. Vì mê em cho nên mê chó mèo. Đúng rồi. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thật ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm. Nên gần như là trốn đi làm á. Là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, còn em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có bị cảm thấy là nhục chí không, có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ, đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao có không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đó. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Rồi yêu trong vòng 6 năm.
Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi! Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đó. Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái mình chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà, dạ, cú dạ, rồi heo thỏ, có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê, thí dụ nha, này anh kể anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên dạ, đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột đúng, theo đúng, dạng đúng, là có đúng. Nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không biết chăm bao nhiêu thì không được như vậy. Nếu nào nó có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, ủa, thật ra là tiền. Ta nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé á mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng nhưng em làm xíu ra xíu. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình không cũng nói. Không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Oh. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. Là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây họ thường biết mà tôi hỏi thôi dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ luôn, nó rất là yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm mang vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại ai la dạ. nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng thì nhiều lúc đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, ba ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất nhiều và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên, thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng ra hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nhau vậy là em gom quà toàn bộ viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có phụ huynh đúng không? Tức là đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn lại. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm á nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn em. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ.
Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, tụi em không quyết định có con ạ. Không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ chăm sóc tụi nhỏ cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm. Em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng này. Rồi vỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm, với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống giữa sinh mạng của họ. Dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không. Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới rồi đừng có con được không. Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ, vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mà được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ, em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người, nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn. Là lựa chọn đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu. Lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra. Thì quá bất ngờ. Thôi để cho anh khui đi đâu, coi để. Thôi giờ thôi. Chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó, ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nó vậy? Trời ơi, con không biết con, em biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt là, em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, tụi nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết.
và chồng nằm một sát bên góc bên đây. Chỉ có cái nằm xí xí anh hỏi nè, vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì nhà đâu thể phòng... nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh nè. Phòng em thì nhưng mà khoảng rồi lông chó lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á, với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ vuông mọi chiếc người từ nhỏ đầy đủ nữa, nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi đi khách sạn. Dạ. Dạ tốn thêm khoản tiền. Dạ. Dạ. Chồng. Dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết ấy, thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục gà heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Cưng quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. chồng. Rồi. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện, đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao, khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thai não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên nó gặp em vô là bắt đầu quậy tức bừng lên à. Nó cũng trời, chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dông dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á đó, dạ. đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm á, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và lũng dạ ngay đây là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi, tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói là sao rồi, có sao không, rồi em coi xong rồi em dỡ ra thì ảnh mới hết hồn và chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày, chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em thúc đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chỗ? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng đó. khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Tụi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu bị lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại vì nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được.
Hai đứa này cũng đâu trên trển á, sứ giả. Em định nói đó chị Một. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy nó có thật xấu gì đâu? Dạ là anh không có thật xấu không gì luôn á, không có, gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi, hai câu đó thôi em nói chuyện với vợ anh đi anh. Vậy thì anh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cái thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cái thái quá. Ví dụ như em lỡ em cầm một vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây, nó không không để anh gọt, để anh gọt tại vì. Ủa tại sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi, mà em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chảy, là bà nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn, em nấu không. Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi, xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì dạ mì mì ly á, chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn rồi cười luôn. Dạ từ đó là em là em hơi hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trùng cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết, giữ y xì vậy luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thật sự là như vậy nè, trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm, đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó, cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, anh bệnh thì sao, đừng nghĩ cái chuyện đó. Mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi, nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để thì kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương và trình anh nhất quyết đó phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok.